Thưa quý vị và các bạn, nếu như nhìn vào những hành động của chính phủ, có thể nhận định là các đặc khu kinh tế, thậm chí là đặc khu hành chính kinh tế, một vấn đề vốn được đề cập khá là dè dặt, thì nay có vẻ như đang trong giai đoạn nước rút. Và ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có mặt tại Quảng Ninh để lắng nghe đề xuất của tỉnh cho phép Vân Đồn thực hiện cơ chế hành chính đặc biệt, thậm chí là nhất thể hóa chức danh bí thư và chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu. Chỉ sau đó chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Phú Quốc và đề nghị đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc phải cạnh tranh quốc tế chứ không phải cạnh tranh trực tiếp với Vân Đồn hay là Vân Phòng. Tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã trình và được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương về phát triển khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc và hiện Chính phủ đang xây dựng pháp luật để triển khai. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt không thể đơn điệu chỉ là du lịch, vui chơi giải trí. Cho nên trong mô hình phát triển, các đồng chí chọn một số lĩnh vực. Mà trước hết là một cái trung tâm du lịch, vui chơi giải trí nổi tiếng Việt Nam. Cùng với một số lĩnh vực khác, các đồng chí tính toán để trình chính phủ, trình ra một cái luật cần thiết cho Phú Quốc phát triển, trên một cơ chế đặc biệt để một số tập trung số lĩnh vực mà nổi trội là thế so sánh của Phú Quốc. Có nhiều đại bàng, có nhiều xéo lớn đã đến Kiên Giang. Vingroup, Sungroup, phải có những viên ngọc lớn, phải có quy hoạch lớn để phát triển Phú Quốc thành một điểm đến nổi tiếng của khu vực và thế giới, cạnh tranh quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong trường quay lúc này là tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, người cũng đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu về mô hình đặc khu kinh tế Phú Quốc. Như chúng ta đã thấy là chỉ trong 2 ngày hôm qua và hôm nay thôi, thì là Thủ tướng Chính phủ rồi là Phó Thủ tướng đã lắng nghe Quảng Ninh rồi là Phú Quốc bàn về cái mô hình đặc khu. Rồi chúng ta cũng biết là hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang trong giai đoạn gấp rút để soạn thảo cái luật về đặc khu hành chính kinh tế. Và như chúng ta cũng biết là mặc dù đến thời điểm này thì chưa có nghị định hướng dẫn, nhưng mà về luật mà nói, về nguyên tắc mà nói thì là người Việt đã được quyền chơi casino kể từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Và tôi có cảm giác rằng là mọi chuyện nó đang được rất là gấp rút triển khai. Ở đây tôi muốn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành phản biện lại chúng tôi một chút về nhận định phải chăng là sau một thời gian dài thận trọng thì có vẻ như câu chuyện hiện nay nó đang được gấp rút trở lại. Vâng, tôi nghĩ là bởi vì cái ý tưởng này chúng ta đã có từ khá lâu rồi, bàn đi bàn lại rất nhiều lần và soạn thảo nhiều thứ. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ là thời điểm thích hợp đối với một chính phủ mới để đang có cái động năng để phát triển, thay đổi, cải cách thể chế cũng như là các vấn đề về hành chính. Thì đây là một cái có thể nói là bước đột phá và cũng thể hiện cái quyết tâm của chính phủ. Như vậy là anh khẳng định rằng là vấn đề đặc khu chúng ta cần phải gấp rút hơn nữa. Vâng, chúng ta cần phải làm định hình rõ hơn và nếu mà ra được luật càng sớm càng tốt, thì để những cái triển khai nó rõ ràng hơn. Vâng, cách đây 2 tháng thôi thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra một cái bản báo cáo tác động cũng rất là đáng chú ý. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì Vân Đồn sẽ giúp nhà nước thu về khoảng 3 tỷ đô la từ thuế, phí cũng như là các nguồn thu từ đất kể từ tính từ giai đoạn là 2021 cho đến năm 2030. Còn Phú Quốc thì thậm chí con số đấy còn lớn hơn nhiều là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Thì tôi không hiểu là đánh giá tác động như vậy liệu có lạc quan quá hay không ạ? Tôi thì tôi thấy cũng không có gì lạc quan bởi vì đây là con số trong 10 năm. Vâng. Trong cái giai đoạn như vậy thì 3 tỷ hay là 3,3 tỷ thì không phải là con số lớn. Nếu chúng ta chia ra theo từng năm một. Và đặc biệt là tôi nghĩ là đối với Phú Quốc thì con số có thể nó sẽ còn lớn hơn so với ở Vân Đồn, ví dụ do cái vị trí địa lý cũng như là do có cái cách thức có thể sẽ khác nhau. Vâng. Ừ. Ở đây anh kỳ vọng vào con số hay còn có những cái tác động nào khác mà anh muốn là nó sẽ tạo ra cái sự lan tỏa tốt hơn? Đối với tôi thì khi mà nhìn vào thì các cái con số đó thực ra cũng không phải là cái quan trọng lắm. Một số đơn vị là tỷ đô la cho doanh nghiệp hay cho ngân sách. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đối với các đặc khu mà chúng ta lưu ý là đặc khu hành chính, kinh tế. Chữ kinh tế thì đã có nhiều rồi, nhưng hành chính là mới. Thì tôi hàm ý tôi thấy là đây vấn đề về chất, tức là vấn đề về thể chế, chất lượng của thể chế và cách thức tạo ra một cái mô hình quản lý mới, một mô hình hành chính mới cho một cái đơn vị hành chính. Thì đó mới là cái điều mà chúng ta kỳ vọng là cái điều chúng ta học được từ các đặc khu này. Và trong tương lai nếu nó thành công, chúng ta có thể là du nhập để đưa vào để cải cách ở trong nước và từ từ lan tỏa ra toàn cả nước. Và thể chế khi đã được cải cách thì các điều kiện kinh tế mà chúng ta có thể gọi là điều kiện về lượng liên quan đến là ngân sách hay liên quan đến GDP thì nó sẽ đến sau đó. Và tôi đừng nghĩ chính vì thế mà cái điều chất lượng mới là điều quan trọng. Vâng. Cái mà người ta vẫn đang gọi là các mô hình đặc khu nó giống như một cái phòng thí nghiệm về thể chế để có thể áp dụng ra toàn quốc. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để Vân Đồn hay là Phú Quốc thực sự trở thành đặc khu thì chúng ta phải có luật. Hiện giờ thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
Nhận xét về những ưu đãi về kinh tế trong dự thảo lần này thì chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho biết là ông đã thực sự sửng sốt. Giá như những ưu đãi này được đưa ra sớm hơn từ 10 cho đến 15 năm thì dứt khoát Việt Nam đã có những đặc khu kinh tế lẫy lừng như là Thâm Quyến Trung Quốc hay là Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những ưu đãi vượt trội đã có trong dự thảo về đặc khu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Nhóm chính sách ưu đãi thuế cho phép linh hoạt áp dụng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thuế VAT được áp dụng mức 0% hoặc không phải chịu thuế VAT, không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế thu nhập cá nhân cho phép miễn và giảm trong một thời gian nhất định. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi ở mức cao nhất. Nhóm chính sách về tài chính, ngân sách cho phép để lại toàn bộ số thu của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong một thời gian cần thiết. Chính sách ưu đãi cho phép thiết lập thể chế tiền tệ ngân hàng riêng, bên cạnh tiền đồng Việt Nam được phép sử dụng một số đồng tiền tự do chuyển đổi. Chính sách quyền đặc khu được thực hiện chính sách tiền lương linh hoạt và tự chủ, ký hợp đồng làm việc với công chức, thuê chuyên gia nước ngoài. Về đất đai, các dự án có thể có thời hạn thuê đất tới 99 năm. Luật về đặc khu kinh tế còn cho phép miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, với những gì đã có trong dự thảo thì ông nhận định như thế nào về những ưu đãi vượt trội mà chúng ta có thể dành cho các nhà đầu tư khi đến với các mô hình đặc khu? Liệu nó có đến mức sửng sốt như ông Trần Đình Thiên hay không? Đối với tôi thì đây là những cái ưu đãi nhưng nó không phải là quá đặc biệt mà nó có ở những cái đặc khu khác rồi. Và đúng là nếu mà như anh Thiên nói thì là có cái sự sửng sốt, thì theo cái nghĩa là nếu mà cách đây độ 10, 15 năm, 20 năm thậm chí là xa nữa thì nó mới là điều đặc biệt. Chứ bây giờ thì cái này thì thực ra cũng không phải là quá đặc biệt. Ở đối với chúng ta thì là mới thôi. Vâng. Các đặc khu thành công thì họ đã dùng cái này từ rất lâu rồi. Thế ngoài những cái ưu đãi rất cụ thể đấy, anh còn kỳ vọng một cái điều đặc biệt gì nữa mà theo anh mới gọi là thỏa mãn, thế nào gọi là đặc khu? Vâng. Những cái mà chúng ta vừa nhìn thấy, đặc biệt về giảm thuế hay là những cái về để lại nguồn thu để đầu tư vân vân, thì theo tôi nó mang tính chất là đấy là cái lượng thôi. Thế còn cái về chất ở đây là thực sự là cái thể chế ở đó sẽ như thế nào và cái quyền lực của cái khu vực hành chính quản lý ở đó sẽ được kiểm soát như thế nào, ở tương tác giữa các nhà đầu tư, giữa người dân ở đó và cái cơ quan quản lý nhà nước ở đó, thì đó là cái điều mà các nhà đầu tư mới quan tâm, tạo ra một cái môi trường hành lang pháp lý cho riêng họ với những cái ngôn ngữ, thì có thể là vấn đề ngôn ngữ nữa, có thể sử dụng như thế nào chứ không phải đơn giản là dùng tiếng Việt mà có thể chúng ta lại dùng là tiếng Anh là chính cơ đấy, và vân vân, thì có rất nhiều cái vấn đề nó liên quan đến cái khía cạnh hành chính, khía cạnh thể chế đặc thù ở đó, thì tôi nghĩ là nó hấp dẫn được các nhà đầu tư. Còn nếu chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề về lượng, giảm thuế đến mức tối đa thì cũng chỉ bằng không được thôi. Thế thì chưa chắc nó đã hơn được những cái đặc khu đã tồn tại trên thế giới, bởi vì cùng điều kiện đó đã thỏa mãn rồi, nhưng họ có thể chế tốt hơn và họ mạnh dạn hơn, mạnh mẽ hơn, thì họ vẫn thu hút được hơn và chúng ta có thể cũng không nhất định là sẽ tự động là sẽ thành công. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đã tham gia chương trình vấn đề hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là sau hàng thập kỷ phát triển thì đặc khu kinh tế vẫn là mô hình được thế giới kỳ vọng để tạo ra một sự bứt tốc về phát triển. Mới chỉ cách đây 2 tuần thì Trung Quốc đã tuyên bố xây dựng đặc khu kinh tế Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc, to gấp 3 lần thành phố New York và chỉ cách Bắc Kinh 100 km. Ngay lập tức thì giới đầu tư bất động sản đã ùn đổ về Hà Bắc. Các con đường cao tốc dẫn tới Hà Bắc bỗng chốc rơi vào cảnh tắc nghẽn. Và bên cạnh đó thì giá cổ phiếu của các công ty xi măng hay là xây dựng cảng biển của Trung Quốc tăng vọt tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Rõ ràng là chính phủ Trung Quốc đang kỳ vọng là đặc khu rộng 100 km2 ban đầu và có thể mở rộng lên tới 2.000 km2 này sẽ trở thành một cú kích cầu ngoạn mục sau khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm năm thứ 6 liên tiếp. Tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần bình luận trong nước của vấn đề hôm nay. Chính phủ luôn khuyến khích và ủng hộ các nhà doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm các dự án của tập đoàn Sun Group tại huyện đảo Phú Quốc trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về đề án xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc. Tới thăm khách sạn Marriott Phú Quốc được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc của trường đại học Landmark, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng muốn làm du lịch thành công theo nghị quyết đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bộ Chính trị thì phải hội tụ được 4 yếu tố, bao gồm có sản phẩm du lịch độc đáo, có thương hiệu nổi trội, có cộng đồng biết làm du lịch và có cơ chế thuận lợi cho phát triển du lịch. Hiện tỉnh Kiên Giang đã có đủ 4 yếu tố này nên đã thu hút được các tập đoàn lớn vào đầu tư ở Phú Quốc. Đây là kinh nghiệm tốt cho các địa phương khác nghiên cứu học tập. Thủ tướng cũng đánh giá cao tập đoàn Sun Group đã đầu tư nhiều khách sạn và khu vui chơi giải trí có đẳng cấp ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Nam trong những năm gần đây, nên tạo dựng cho đất nước một thương hiệu mới về du lịch. Chính nhờ những đóng góp này mà khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm ngoái tăng 20%, cao nhất từ trước tới nay, và trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng tới 30%.
Từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ luôn khuyến khích, ủng hộ những nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, một trong những thế mạnh của Việt Nam.